Đoán xem có chuyện gì nào, các nhà khoa học đã nảy ra một ý tưởng hay ho về việc một vài sinh vật vũ trụ nói lời chào với chúng ta từ trung tâm dải ngân hà. Các nhà thiên văn học đều rất hào hứng khi tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Vì vậy, họ đang tập trung tiến hành công việc này từ ngay trung tâm thiên hà của chúng ta. Hãy tưởng tượng những ngôi sao ngoài vũ trụ giống như những DJ cực ngầu đang sáng tạo những nhịp điệu độc đáo của riêng mình. Nhưng thay vì âm nhạc, các ngôi sao gửi đi những tín hiệu đặc biệt gọi là xung vô tuyến. Đó là cách chúng nói, có chuyện gì thế, vũ trụ? Những xung vô tuyến này về cơ bản là những chùm năng lượng nhỏ truyền đi trong không gian. Tuy nhiên, chúng không chỉ là tiếng ồn ngẫu nhiên, chúng có một kiểu mẫu cụ thể khiến chúng khác biệt so với tất cả các âm thanh khác ngoài kia. Nó giống như một mật mã hay một nhịp điệu đặc biệt mà chỉ những ngôi sao này mới biết cách tạo ra. Các nhà khoa học cực kỳ tò mò về những xung vô tuyến này vì họ nghĩ rằng có thể, chỉ có thể thôi nha, những sinh vật thông minh từ hành tinh khác cũng có thể sử dụng chúng. Nó giống như một ngôn ngữ thiên hà mà chúng có thể sử dụng để nói chuyện với nhau. Vì vậy, những nhà khoa học thông minh này đã tạo ra các công cụ và phần mềm đặc biệt để lắng nghe những tín hiệu này. Nó giống như dò đài radio yêu thích của bạn, nhưng thay vì âm nhạc hoặc những chương trình trò chuyện, họ đang cố gắng bắt được những nhịp điệu vũ trụ này. Họ hy vọng tìm thấy những kiểu nhịp điệu độc đáo có thể là dấu hiệu của những sinh vật không gian khác đang cố gắng giao tiếp với chúng ta. Các nhà khoa học sử dụng một chiếc kính thiên văn vô cùng hay ho có tên là kính thiên văn Green Bank ở tại Virginia để thu thập dữ liệu và tìm kiếm những tín hiệu này. Nhưng có một điều khó hiểu ở đây, lần này họ không tìm thấy gì cả. Tuy nhiên đừng lo lắng vì phần mềm ưa thích của họ có tốc độ nhanh như chớp và nó sẽ giúp họ tìm kiếm nhanh và nhạy hơn nữa vào lần sau. Nhưng tại sao họ lại chọn trung tâm dải ngân hà là mục tiêu cho cuộc săn lùng sự sống ngoài hành tinh này? Chà, đó là vì trung tâm các thiên hà chứa đầy các ngôi sao. Nói cách khác, sẽ có nhiều hành tinh hơn ở khu vực đó, đồng nghĩa với việc có nhiều nơi tiềm năng có sự sống hơn. Ngoài ra, nếu có những dạng sống siêu thông minh ở lõi thiên hà của chúng ta, họ có thể dễ dàng gửi tín hiệu đến nhiều hành tinh cùng một lúc. Khá là tinh nghịch nhỉ? Toàn bộ điều này cực kỳ thú vị vì đây là lần đầu tiên các nhà khoa học dốc hết sức lực để tìm kiếm những loại tín hiệu này. Họ nghĩ rằng việc sử dụng các dải tần số cụ thể và các mẫu lặp lại là một cách thực sự thông minh để các sinh vật ngoài hành tinh tự xuất hiện. Ý tôi là sự kết hợp đó khó có thể xảy ra một cách tự nhiên, phải không? Điều tuyệt vời nhất là họ có thuật toán này có thể xử lý một lượng dữ liệu khổng lồ từ kính viễn vọng chỉ trong 30 phút. Vì vậy, dù chưa tìm thấy gì nhưng họ tin tưởng rằng phương pháp nhanh chóng này sẽ giúp họ tìm ra bằng chứng về dạng sống phát triển trong tương lai. Điều đó sẽ tuyệt vời đến thế nào chứ? Như bạn đã biết, nhân loại đã tìm kiếm những người bạn ngoài vũ trụ trong một thời gian rất dài. Nghiên cứu này chỉ là một trong nhiều nỗ lực nhằm tìm kiếm họ. Có cả một viện nghiên cứu dành riêng cho sứ mệnh này ở Hoa Kỳ, SETI, là cụm viết tắt cho Viện Tìm Kiếm Trí Thông Minh Ngoài Trái Đất. Vì vậy, một cách rất tự nhiên, câu hỏi liên tiếp xuất hiện. Tại sao chúng ta vẫn chưa tìm thấy ai? Như thể chúng ta đã quét bầu trời đến cả ngàn năm với hy vọng có thể nhìn thấy những nền văn minh tiên tiến ngoài kia, nhưng chúng ta hoàn toàn không nhận lại được gì. Tất cả điều này đưa chúng ta đến nghịch lý Fermi nổi tiếng. Nó giống như một bí ẩn lớn thúc đẩy cuộc săn lùng trí thông minh ngoài trái đất. Chúng ta nghĩ rằng nếu sự sống thông minh tồn tại thì bây giờ chúng ta đã có bằng chứng về điều đó. Có lẽ họ thực sự đang phát tín hiệu vô tuyến để chúng ta bắt được lời chào của họ. Hoặc có thể họ chỉ đang phát sóng nói chung và chúng ta tình cờ bắt gặp nó. Họ thậm chí có thể để lại những thứ đồ thú vị trong hệ mặt trời của chúng ta để theo dõi chúng ta hoặc chỉ để chơi bời cho vui. Chà, có lẽ họ đang xây dựng những dự án kỹ thuật cực lớn như những tấm pin mặt trời khổng lồ xung quanh các ngôi sao của họ. Hoặc họ có thể trở nên thích thú và làm ô nhiễm các ngôi sao của mình bằng kim loại nặng chỉ để thông báo sự hiện diện của mình. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục, chúng ta vẫn chưa từ bỏ. Và nay, có lẽ thay vì chỉ tập trung vào những sinh vật không gian thông minh, chúng ta nên chú ý đến bất kỳ dạng sống nào. Phải, tôi biết rằng một con vi khuẩn nhỏ bé có thể không thú vị bằng việc trò chuyện với những sinh vật thân thiện ở thế giới khác. Nhưng hãy nghĩ mà xem, có thể có rất nhiều dạng sống đơn giản ngoài kia.
Chúng ta đang nói về những sinh vật đơn giản bơi lội trong đại dương, những sinh vật rêu bám trên đá hoặc những dấu hiệu đầu tiên về việc sinh vật khám phá môi trường sống của chúng. Chúng có thể không phải là sinh vật siêu thông minh, nhưng chúng có để lại dấu ấn. Ngoài ra, chúng có thể phổ biến hơn và dễ tìm thấy hơn trong thiên hà của chúng ta. Hãy lấy trái đất làm ví dụ. Có giả thuyết cho rằng bầu khí quyển của chúng ta từng có rất nhiều oxy trôi nổi xung quanh. Nhưng oxy luôn biến đổi và không tồn tại quá lâu. Oxy hoặc sẽ thoát ra ngoài không gian hoặc liên kết với các nguyên tố khác, biến đổi thành những thứ khác nhau như carbon dioxide. Sau đó, khoảng 2 tỷ năm trước, các sinh vật đơn bào quyết định hấp thụ carbon dioxide và thải ra oxy, làm thay đổi hoàn toàn bầu khí quyển trái đất. Chính sự sống này đã biến đổi bản chất của hành tinh chúng ta. Và đoán xem, chúng ta thực sự có thể phát hiện những thay đổi như thế trên các hành tinh khác. Cách thực hiện như sau, khi chúng ta nhìn vào các hành tinh xa xôi, được gọi là ngoại hành tinh, đôi khi chúng băng qua phía trước các ngôi sao mẹ của chúng. Khi ánh sáng của ngôi sao đi qua bầu khí quyển của hành tinh, nó sẽ bị trộn lẫn với các nguyên tố và phân tử khác nhau trong không khí. Và bạn biết điều gì xảy ra không? Hương vị và màu sắc của ánh sáng sẽ thay đổi một cách đặc biệt. Hãy tưởng tượng nếu bạn có một ly nước chanh và bạn thêm một ít nước ép trái cây vào đó, nước chanh sẽ có vị khác phải không? Chà, điều này xảy ra với bầu khí quyển của ngoại hành tinh cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta nhìn thấy ánh sáng của ngôi sao truyền qua bầu khí quyển của hành tinh, nó cho chúng ta manh mối về những gì có trong không khí và nó khác với ánh sáng của ngôi sao như thế nào. Vì vậy, bằng cách nghiên cứu những thay đổi về ánh sáng này, chúng ta có thể tìm ra loại nguyên tố và phân tử nào hiện diện trong bầu khí quyển của một hành tinh xa xôi. Nó giống như một thí nghiệm hóa học vũ trụ và giúp chúng ta tìm hiểu thêm về việc liệu có thể có sự sống ngoài kia hay không. Vì thế, ngay lúc này, chúng ta chỉ có thể nghiên cứu bầu khí quyển của các hành tinh lớn có quỹ đạo rất gần với các ngôi sao của chúng. Nhưng đừng lo lắng, vệ tinh khảo sát ngoài hành tinh quá cảnh của NASA sẽ làm điều này. Nó đang tìm kiếm rất nhiều hành tinh thú vị mà chúng ta có thể kiểm tra kỹ hơn bằng kính viễn vọng không gian James Webb siêu mạnh. Kính viễn vọng tuyệt vời này thậm chí có thể phát hiện được nếu có quá nhiều carbon dioxide ở các thế giới khác. Và được rồi, hãy thành thật nhé, lần tiếp xúc đầu tiên của chúng ta có lẽ sẽ không hào nhoáng như trong phim. Không hề có cuộc trao đổi mật mã hoặc tìm hiểu đài hải quan ET nào cả. Chúng ta cũng sẽ không trò chuyện về cơ thể hay thói quen hấp dẫn. Thay vào đó, gợi ý đầu tiên về sự sống ngoài kia rất có thể sẽ đến dưới dạng một đường ngoằn ngoèo nhỏ trên biểu đồ. Nó sẽ cho chúng ta thấy rằng các sinh vật sống đã thực sự làm rung chuyển mọi thứ trên hành tinh quê hương của chúng. Ngay cả những dạng sống đơn giản cũng có thể có tác động lớn đến môi trường của chúng và để lại dấu vết đáng chú ý. Chắc chắn, nó có thể không hoang đường như việc chiến đấu với robot không gian hay những cuộc phiêu lưu hoành tráng. Nhưng hãy tưởng tượng điều này, việc tìm thấy bất kỳ loại sự sống nào ngoài trái đất sẽ là việc vô cùng lớn lao. Chúng ta sẽ gọi điện về nhà, gửi những tin nhắn như đoán xem sao, chúng ta sẽ không đơn độc trong vũ trụ. Đó sẽ là một khoảnh khắc lịch sử đáng để ăn mừng. Và nhân tiện, chúng ta đã bắt đầu tìm thấy các phân tử hữu cơ trong không gian. Đó không phải là một dạng sống đầy đủ như chúng ta tưởng tượng, nhưng nó vẫn khá đáng kể. Ví dụ, chúng ta đã bắt đầu tìm thấy các hợp chất hữu cơ trên sao hỏa và có khả năng rất nhỏ rằng sao hỏa đã từng phát triển mạnh mẽ với thực vật và thậm chí cả động vật. Đây chỉ là một khả năng, nhưng nếu nó trở thành sự thật thì điều này cho thấy sự hiện diện của các sinh vật sống trong vũ trụ không hề hiếm như mọi người vẫn tưởng. Việc tìm kiếm sự sống trong vũ trụ giống như một trò chơi trinh thám hay ho. Chúng ta nghĩ rằng việc tìm ra nó sẽ dễ dàng hơn vì các sinh vật đó có thể làm những việc thú vị như làm nổ tung tín hiệu vô tuyến hoặc biến đổi toàn bộ hệ mặt trời của chúng. Nhưng có vẻ như trên thực tế, mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Tuy nhiên, chúng ta không nên bỏ cuộc. Hãy tiếp tục tìm kiếm và hy vọng rằng nghiên cứu mới này về tín hiệu vô tuyến sẽ mang lại một số kết quả.